chờ. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Lần nữa xin trân trọng kính mời quý vị, kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà ngoài nên có đôi lời phát biểu tri ân trong ngày vui hôm nay, xin được trân trọng kính mời. Tôi đại diện cho bên nhà gái xin phát biểu. Trước khi phát biểu thì tôi cũng giới thiệu vì tôi là bác của cháu Quý. Và giờ này thì cũng là bác của hai cháu. Xem ai đi đi. Thời gian mà hai gia đình đến hôm nay đã tổ chức cho hai cháu một buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay. Vậy về nhà gái chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Kỷ nhân thành hiền cho gia đình và nhân đội nên có đây là rất điều và tiếp lời hỏi thầy gái xin trân trọng kính mời bác. Cảm ơn cao niên, kính thưa các vị khách quý, kính thưa hai hồ. Thì hôm nay là cái ngày vui của hai cháu và quá trình hai cháu tìm hiểu yêu nhau và xây dựng gia đình với nhau và được sự đồng ý của hai gia đình thì hôm nay là tổ chức cái ngày vui liên hoan cho hai cháu, hai hộ cùng như hai gia đình. Thì tôi là thay mặt cho hộ bên nội là kính chúc là sức khỏe là quý vị khách quý các bậc thông gia nội ngoại cùng các ông bà có mặt ngày hôm nay. Thì một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn thì vì vị hồ nội chúng tôi đến là một tấm lòng rất quý hóa và cả đêm tôi đến bần hôm nay là có mặt rất đầy đủ thì cái đó là chúng tôi là rất cảm ơn họ là bên ngoài chúng ta. Thì, ngày vui của chân thành cảm ơn hai họ khách quý cũng như toàn thể ban thể trong hôn trường hôm nay. Thì, tôi xin giới thiệu là tôi là trường các mẹ, kính thưa cô, các cậu, các chú, các dì và kính thưa các bạn. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Thế chú Dũng là chú ruột của Hoàng. Xin gửi lời chúc đến tất cả hồi hôn một lời chúc sức khỏe và lời chào kính trọng nhất. Khi biển bình phương trời biết có ngày nào có chờ. Con mẹ thương con nhiều. Thu xưa
lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về chiều này ngồi đây lòng nhớ. Thật là bao la và vĩ đại, người mẫu thật là ấm no và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, hai em Văn Hoàng và Diệu Thúy chúng ta có được những tình yêu mỹ mãn, có những cuộc sống thật là ấm no và hạnh phúc này, đó là nhờ những bậc làm cha làm mẹ mà có. Và sau đây ban tổ chúng tôi xin được trân trọng kính mời bốn ông bà của cô dâu và chú Định. Xin mời quý chúng ta cùng tiến về sân khấu. Đường xa xa thôi nhưng là rất chín vất vả đi là vào đây với chúng tôi thì chặng đường rất dài thì chúng tôi phải biết thì chúng tôi đại diện cho họ nhà đội chúng tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình đến với gia đình của tôi có chiều cùng
Ngọc Kim Cương không sống có trong cuộc bằng trong giữa tình thương của bạn bè. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của anh Thanh Liêm là bạn thân của trước lễ. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thưa Hải Bàn, tuy đã Hải Bàn được phước xá thay mặt cho bạn đây gửi tới Hải Bàn vì hôn trương lên cá hay lũ nhỏ hoa đưa. Sẽ là dòng sông thì em là biển lùng, anh sẽ là gió lùng thì em là mây bay, anh sẽ là nắng mai thì em là hoa đỏ, anh sẽ là núi nhỏ thì em bước vào đường. Đồng ấm và quý vị là dành lại đặc biệt là những người thân của cô dâu và chú rể, là dành lại cho cô dâu và chú rể chúng ta trong ngày vui hôm nay một lần nữa. Xin anh Lương và cảm ơn anh Lương rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, hạnh phúc gấp đôi là mùa xuân của con người. Vâng, mùa xuân của con người là có hoa và có nhạc. Vâng, hoa trên tay cô dâu và chú rể chúng ta đang đổ kỳ hé nở. Tiếng nhạc con nhạc vòng tay cổ hôn chúng tôi cũng đang cất lên. Vâng, tiếng hát ở đâu đó hãy hát lên để con người mãi mãi là mùa xuân. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đứng tập bắt về sân khấu để rồi chào đón tiếng hát của anh Huy đến từ phái đoàn Hò Nhường Gái với các khúc Túp Lều Lý Tưởng. Xin quý vị giơ một tràng vỗ tay quý vị. Ngày hai đứa yêu nhau một đứa cũng thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng thương cũng bao nhiêu, lòng và hai đứa vẫn chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ cuộc sống cũng đều tình đời mình đẹp phái có em và anh. Rồi mình đi kiếm lúa xanh để cây đi làm hành, rồi mình sẽ có chương trình làm hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chay, ban mai mình thắm màu hoa, đêm đêm mình đắm chỉ mong dù nhà cuộc sống vẫn bền hào hoa. Đời đẹp quá có ai bằng ta? Cũng lều lý tưởng. Mình chưa chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền, mình chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình yêu hai đứa đôi tôi chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh.
lòng quá xa xôi. Tôi mơ một mái nhà tranh, tôi mơ một phút lời tình, đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với từ lâu tranh. Rồi mình sẽ khóc, rồi mình sẽ khóc chung sinh tỏ hết trong tay. Ngoài vườn hoa cũng qua mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm bờ hoa, đêm đêm mình ngắm chừng nằm. Dù mình cuộc sống mất đêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng hàng. Ước nào lý tưởng của anh và của em. Ước nào lý tưởng của anh và của em. Ước nào lý tưởng đó ta sẽ bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng một đàn con sinh. Mình chưa chắc đã không hạnh phúc bằng tiền. Mình chưa chắc đã cho đời sống như kiên. Tình yêu hai đứa tôi chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mai nhà tranh, ta mơ một tấm lòng tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp quá với cùng lâu tranh. Về sân khấu tình yêu của chúng con và cô dâu và chú rể chúng ta không có thể về quê được nên hai mẹ thầy nhận quà cho hai đứa. Chào cô dâu xinh, bên chú rể anh.